Hey, feel I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. À, này có bạn nhờ tôi yêu cái Tốn Hàm. Đầu tôi chưa đi cái Tốn Hàm này, phải nói bạn thích Soul Min lắm. Soul Min chỉ có Tốn Hàm thôi. Soul Min, Tốn Hàm không Ken nhỉu à. Tốn Hàm ngoài đời đó chứ. Tốn Hàm trong game có Harry Ken, có Soul Min, có Zinola, Danzuma, Berisic, Eriksen. Ồ, Tốn Hàm ngoài đời mạnh Leslie King nữa, Son Campbell, mạnh đều tất cả biến luôn á chứ. Tin là Tốn Hàm team khá đẹp rồi, ngon bộ rẻ luôn á. Có 19 tỷ, này em đang bán về Robert Westcup à, 385 à. À, thì bán Ronaldo, Robert Cup à nè, anh xả team này ra, anh làm team Tottenham à. Lâm lại được con gì đó, Cancelo, Nathan Ake, mày bán không có giữ lại làm gì ta. Ai ok à, có phí giảm giá không? Còn đồng không nữa. Tính là ngon quá chứ, tính là được bao nhiêu? 330 tỷ luôn hả? Họ dư sức qua cầu luôn, 330 tỷ. Mày có sẵn Walker à, Walker đâu? À, tính là sẵn Walker để giành đá không nữa. À, đúng, 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 để lại. À, Tottenham đâu, team gọi là Tottenham, Tottenham Spurs, 5. Tottenham 255 hơi bị nhiều quá. Có một Richarlison Spotlight nữa. Richarlison, Harry Kane luôn chứ. Harry Kane không ra mong được đúng không? Một con tiền đạo được khoảng 60 tỷ rồi. Son Heung-min, chắc chắn có Son Heung-min đúng không? Thích Son Heung-min cho Son Heung-min World Cup vào. Son Heung-min World Cup vô. Harry Kane World Cup không ai bán à. Harry Kane giờ đảo quá à. Harry Kane giờ mới qua Bayern thôi chắc mắc đầy á. Harry Kane hết giá. Harry Kane 23 Totti 150 tỷ mắc gì vậy? Harry Kane mắc quá ta. Harry Kane World Cup cũng được á nhưng mà không ai bán à. 87.5 Harry Kane Best World Cup không luôn ta. Em đang xem để lại một like cái nha mọi người nha, cho tôi một like với tìm căn nha. Harry Kane, Lineker à. Bây giờ mua Kane không có thì bán luôn đó chứ. Harry Kane ai bán à? Khó ta. Harry Kane có một bé xuân cúp khá rẻ nè, khoai bán 55.1 à. À, năm sớm ba người bán nè. Ờ, đặt Kane luôn. Kane bé xuân cúp, Kane 53 test rồi bán không? Hoài bán. Kane bé xuân cúp người bán. Kane bé xuân cúp Son Min luôn. Đặt trước đây để bán không mắc. Harry Kane Son Min. Giờ thêm Richarlison nữa. Richarlison đá ST, Harry Kane CF. Cánh trái Son Min đúng không? Giờ ST còn ai đâu? ST của Tottenham, Lineker, Harry Kane. Harry Kane ST đâu con nào con Richarlison đó, hơi bị đinh á. Richarlison Spotlight cộng 5. Này phải đặt mắt được, tôi có một con chắc có người bán không? Này đặt mắt này chắc có người bán. Richarlison cánh hay đá kiểu Eriksen ta? Hỏi Richarlison đá Eriksen cũng được. Đá kiểu 4-2-1-3, đá kiểu 4-2-1-3, đá kiểu 4-2-1-3 Eriksen CM cũng nữa. Trong Eriksen CM rồi. Eriksen vào CM ngon á. Harry Kane ST, Eriksen CM cánh Son Min, cánh lại Berisic cho con Berisic vào. Berisic cúp tới 8 mấy tỷ. Berisic cho Berisic 3 tỷ cho rẻ bớt đúng không? Berisic Berisic cúp 80. Mặt á, 80, Berisic này chuyển sang con Berisic 53 tỷ rẻ nè, ai bán không? Rồi có người bán luôn nè. 4123 Modric Eriksen hả? 4123 cũng ngon ấy ha. 4123 nghe cũng có vẻ hợp lý ấy chứ. 4123 bữa giờ mình chưa làm cái sơ đồ này cũng là hợp lý á. 4123 Kennesse đúng không? Berisic, Son Min, Eriksen CM, Eriksen có lại Modric à? Luka Modric à? Tốt nào 200 năm khá nhiều. Ô, Ken mua được luôn hả? Lẻ quá vậy. Ken mua được luôn. Luka Modric này có cái con này rẻ nè. 23 test cộng 5 40 vạn quá. Modric Real, Modric 2 mắc hoa. Modric mắc vậy. Modric 3 test 50 mấy tỷ. Modric cho Modric đó mà mắc quá. Luka Modric mắc vậy. Modric Real là số chục tỷ hả? Cho 14 cái số. Hình như cái đã sai sai ấy chứ con này rất rề. Anh ấy sai chứ. Modric BTB mấy tỷ à? Modric mắc quá. Modric 2 mới OCL. Luka Modric 2.5 ngon ha. Này có bộ số truyền với Ray Ban một số nhìn khỏi. Em ru luôn trăm mười mấy không? Truyền ngắn. Modric 3 tỷ cũng 100 tỷ luôn. 3 tỷ Modric này có 100 tỷ ta. Modric World Cup mà 60 mấy tỷ à? Modric World Cup mắc ha. Xoáy cho 13 60 tỷ à? 6 tỷ mắc quá không? Không đủ tiền mua. 6 tỷ Modric World Cup à? Khó à. Tôi muốn mua Modric ghê mà Modric sao mắc dữ vậy? Modric World Cup à? Nếu để tính rồi, nếu không đủ tiền lấy Modric 21 sao? Có 2 tỷ à? 110 số à? 21 rồi. Rồi em đủ tiền. Đúng không? Harry Kane Modric CDM, CDM Tottenham, CDM Tottenham có Hobe khá ngon nè. Hobe, Hobe này ngon nha, với 87 lần thêm trung bình luôn 2.45. Hobe thì đinh nữa chứ. Hobe vào. Có con Cabu này ngon nè, Cabu với 90 luôn, 3 năm. Lấy nào? Cabu lấy con này CB. CB được quốc Camel rồi, Camel hùng ra 30 tỷ à, rẻ ha. Camel hùng ra vào. Với thêm con Leslie King á, King 23 rồi nè, 20-22 người bán. Được cái tính tiền coi đủ không? Sòn hơn trăm mấy hả? Comment 73 đâu? Eriksen, Obe, Leslie King tính là đủ tiền hay đủ á? Dư luôn á nha. Berisic 223 tỷ à, còn dư tới tận 50 tỷ luôn. Ôi dư tới tận 50, 50 tỷ luôn à, chứ tính ra từ 50 tỷ năm nãy được 50 tỷ này. Sòn đâu lên 23 tỷ được, Sòn có 23 tỷ đó. Game World Cup hoài bán, Game Best World Cup mua à. Mua Game Best World Cup luôn à.
Nãy nó bắt đầu nhiều quá, chị bắt đầu. Còn dư 50 tỷ này, Cameo Icon nhiều ta, Cameo Icon như cũng rẻ. Cameo Icon 80, 50 đẩy lên Cameo Icon luôn đi nha. Cameo Icon luôn. Đúng rồi, Basic Best cấp bị hợp lý hơn. Đừng thay Cameo, thay Basic Best cấp rồi. Basic Best cấp phải tăng lên tới tận 60 tỷ. Basic Best cấp lên 60 tỷ mà đủ. 60 tỷ này 80 rồi, đủ đâu. Kỳ 20 trên nhau với 60. Tottenham này trên nhau kỳ ha, một con này trên luôn kia tới 60 tỷ à. 60 tỷ luôn. 60 tỷ chưa chắc có bán nữa, phải mua mát ra. Còn World Cup này Best cấp phải mua mát. Con BT này đặt ra nó còn bán, con này nó phải mua mát giá. 3 tỷ, 6 bán không đẩy lên được. 3 tỷ tối rồi. Lấy liệt kiên UB, Ericsson còn 6, được 100 tỷ này mới lên trên lệch quá ha. Luka Modric, mà nếu như thay Modric được 100 tỷ luôn ha, tính là Modric thì giá cao như ha. Modric, Best Cup Modric 23 tỷ, Real 23 tỷ 100 tỷ không ai bán ha. Best Cup này không ai bán luôn, 109 tỷ không ai bán. Luka Modric, tính là mình có 2 map rồi, dưới 50 tỷ này. Cambio Icon, bê đẹp, Cambio Hurricane luôn. Tính là còn mấy cái này chưa bán à. Còn 50 tỷ để mua thêm dự bị đi, cũng hợp lý mua thêm dự bị thôi. Ok, đặt giá nha, Modric, Somi Campbell, Essen luôn, lên lịch kiến lấy kim này Umat à, Basic này 3.4, dự bị mua thêm con Zinola cũng ngon, Zinola 2.3R nè, Zinola 2.3R cũng ngon, Zinola này có đúng một người bán à. Richarlison này không có mát được, Richarlison này không mát được ngon nhé, con tôi đang nhà tôi đang có Richarlison, 15.7 này nó mát rồi, thứ hai, ok để dành tiền mua GK. Mua GK và là hai vị cánh. Lấy Likin mua được Ericsson, OB, Somin mua được rồi. Có bán được Casemiro luôn nè, ngon. Nãy mua Zinola 20-30 tỷ mua. Ui, nó không bán luôn. Chà, Modric không mua rồi, nó không bán luôn. Càng. Modric không mua, không bán luôn hả? À, tiêu đủ, Modric không mua, nó không bán rồi. Hay bị hiểu ta. Modric, Basic hả? Mấy tỷ đúng không? Còn Modric 2 mốt U của hoài bán luôn hả? Modric 2 U. Modric 2 U có bán đúng không? Rồi đẩy Modric ra bán thôi. Nếu mà mua con Modric này thì mình đủ tiền, hình như mình đủ tiền mình mua luôn con cả Basic Best cấp thì phải. Đủ tiền mua Basic luôn đó chứ. Basic Best cấp 83 tỷ đúng không? GK mua chưa? Leaking Bendavi. Ơi GK chưa mua không? Ơi Zoh nó không bán luôn, nó không bán nào hủy nợ lick luôn. Con này xong lick dùm luôn ấy. Yuri Berchiche. Zoh TC không bán à, nãy có thằng bán á cho mình chưa kịp lick. Zoh thì mua GK khác. Tờ này tôi quất luôn Berchiche ở đây cho lực Berchiche Best Cup luôn. Cho mạnh luôn. Ivan Berchiche Best Cup. Zoh LH cũng được đó chứ. Đó là lương 15 đúng không? Lương 15. Tiếp này đến tí mất thấy bà vô tìm tới ngang 344 tỷ đẹp con bộ rẻ luôn ấy ha, con bộ rẻ luôn trưng bài. Tiếp không dùng được Walker kia lương 18 luôn, lương cao quá. Tức là game tốt hao này đẹp quá ha. Harry Kane Basic đâu, Son Min cho 25-23 luôn. Anh em hãy tận hưởng những phút giây mà Harry Kane với lại Son Min đi, tại vì sau này sẽ không còn Harry Kane với Min nữa đâu, hay vào đó sẽ là Harry Son Min với lại Richarlison. Tăng tốc độ dứt điểm một suốt ngon, suốt xoáy tinh tế, suốt xa mà xoáy luôn tuồng nha. Harry Kane ST chạy định á, trận 4-18 đúng không, linh hồn Spurs, tất cả sẽ còn lại kỷ niệm sau ngày hôm nay. Ericsson Modric nha, Luka Modric cặp này đá CM cháy luôn nha, suốt xoáy cao 119 lận, tạt bóng sớm, suốt xoáy tinh tế, chuyển chạy sang Ericsson thì rất là thích Ericsson nha. Thích Ericsson ghê. Em gặp biết 32k tỷ mà sợ thua đó hả? Là sao? Đám mà sợ thua à? Sợ thua thì đừng đá, còn sao chứ? Sợ thua thì đừng đá. Chơi game sợ thua là sao ta? Quan em có suy nghĩ gì lão ta? Chơi game mà sợ thua là sao ta? Vậy là anh em có muốn chơi game hay không? Câu nói nghe nó chơi giống như hồi xưa vậy. Hồi xưa nếu như tôi đi đá giải, tôi hay có mấy câu hay mấy ông kia dở là đá giải nhưng mà sợ thua. Hồi xưa đá giải phải là ba ông nào đào đá còn hoàn thiện là sợ thua lắm. Cái tôi cũng vậy mà, tôi đá hoàn thiện là tôi sợ thua lắm. Nhưng mà chủ team tôi nói là nếu mà sợ thua đúng không, đừng đá giải nữa. Còn nếu như anh em đã chơi game mà anh em sợ thua hả, đừng chơi game nữa. Lấy tiền để đưa nó cho thành hòa, hợp lý không? Đúng không? Hồi bề ngon ta. Campbell, lấy Likin cứng như thép, sọc bắn nó đồng mạnh, tăng tốc tốc độ. Được quá ha, lấy kinh ngon mà, kinh thăm bác rồi, bị đinh đó chứ. Yuri Berchiche với lại Kieran Trippier, đẹp luôn đó ha, chỉ soạn. Con ông Trippier này cũng bị cái lục 1m73, Zoh, ngon. Nó thế chịu rồi coi đâu. Anh em donate cho tôi là cả kênh đều vui, anh em đều vui đúng không? Mọi người đều vui đó. Qua tôi nói mà anh thiện đâu tin đâu, có anh thiện này anh donate vui không anh? Vui đúng không? Donate cho streamer là cả nhà đều vui, chứ đâu mà. Bếp có điều là 4123 luôn nè, chuyện xếp tốt đồ chiên. Ừ ngon, chơi bếp có điều là 4123. Hay quá ta. Sút hay quá, chích đề vô rồi hả? Basic. Yeah, mình đã kỳ vọng.
bóng đá bất lực với quỹ đạo bay của trái bóng. Một trở đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0. Tottenham mạnh quá à, Tottenham tính cho bây giờ Tottenham khá mạnh nha, Tottenham bây giờ không yếu đâu. Tôi đúng 2-1-3 này thủ rất là đông mà. Về kèm. Họ đi làm một chỗ. Chỉnh gôn luôn hả? Chọn chỉnh gôn hay quá vậy? Chỉnh gôn bay vô lưới. Chỉnh gôn hay quá vậy? Chỉnh gôn bay vô lưới luôn. Ơi được, 10-0 luôn. Sau khi mình thua bên xếp hạng bên kia thì mình qua đây mình hành mấy này. Rặn lâu quá vậy. Xong luôn. Thời kèm. Ờ, 10-0 luôn chứ. Son Min nữa kìa. Hai cái kèm là Son Min. Quá tà, 3-0. Một phạt cửa lòng rất nhẹ nhàng. Vì đá rồi. Và họ vừa xanh cái bóng. Ừ. 4-0. 10-0 được luôn đấy nha. Ơi 10-0 luôn nha. 10-0 luôn Harry Kane, Harry Kane. Đây rồi. Son Kang-na. Trời ơi, Barisic. Trời 10-0 là gì chết rồi. 10 bàn. Bắt đầu tôi cảm giác như cầu thủ nó khó ghi bàn hơn sao? Thể lực hết nhanh đúng không? Ai biết sao? Ai ghi bàn nhiều á? Con cái em để ý anh em ghi bàn càng nhiều thế là anh em xuống càng nhanh à. Ừ. Đây là một pha bóng tốt. Để xem, 5 bàn đúng không? Còn 2 năm bàn nữa. Quế Đức Sang. 2 năm bàn nữa. Rồi. Chính môn kìa, ghê không? Kinh chính môn hay ấy, đúng không? Phải nói 4 bàn nữa. 4 bàn nữa, đáng. Kèn hết tới lực luôn rồi. Này, 7 bàn, 3 bàn nữa, đáng lên em ơi. 3 bàn nữa. Đây rồi, 7 rồi. Đây rồi, so min vô. Sút, tạt bóng tốt. Trời ơi, Barisic. Có cơ hội. Này, 8 bàn, 2 bàn nữa. Kịp, nhanh lên, nhanh lên. Thời gian còn nhiều 10 phút à. 8 bàn. Sút. Này, Hurricane, 9-1 quá trời. Kịp 10 bàn ra. 9-1 à. Nói gì thiếu 1 bàn. Thôi 10 bàn, 9-1 nữa. Thì đã chơi rất tốt. Hurricane hát chết luôn kìa. Bây giờ xếp. Ok. Đúng rồi, 3-8. Ok. Cái là giỏi thôi đúng không? Một bàn. So win. Tăng tốc. Ồ, đây là điều tôi muốn xem nhé. Cái là giỏi tôi 2 bàn, 4 bàn nữa. 6 bàn là đẹp. Đã có đồng đội hỗ trợ vô trích. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Này, ba bàn rồi. Ba bàn hết kịp má. Đừng ao nha. Tuyệt vời của cầu thủ. Đừng ao nhé. Và dứt điểm đẹp phát bóng bay vào góc xa khung thành. Hurricane chạy. Hurricane. Quy à. Sút. Hai 5-0. Hiệp 2 5 bàn nữa hả? Hiệp 2 5 bàn nữa. 10 bàn tất cả. Đây là một pha bóng tốt. Và đây là 2, 6 bàn, 4 bàn nữa. Không lấy 4 bàn nữa không kịp. Không lấy 4 bàn không kịp. Cái sen. Son Min. Đúng rồi, Son Min. Tăng tốc. Ừ, vô luôn. 7 bàn. Chỉ cho nó chắc, 7 bàn. Kỳ đá xuống ở dưới suốt cứu vừa qua. Ừ, còn xong mấy nãy xong mình hết thời lực luôn ta. Hết chiếc quất luôn à. Này, 8 bài trọ, 85 luôn. 85 luôn ta. Đó là một pha cứu lòng tuyệt vời của cầu thủ. Ráng. Ừ, ráng. Đi sen.
Thiệt vị rồi. Anh nghĩ đã. Thôi chưa gửi rồi, 9-0. Thế một bạn nó kịp. Nhanh lên, nhanh lên. Yeah, anh ta sẽ mang trái bóng về nhà với rất nhiều niềm tự hào. Và đừng quên đó lại một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.